Dạ em xin chào quý cô chú anh chị. Gốm Nhật Xuân Lãm, gốm Nhật Nguyễn Lương xin chào quý cô chú anh chị. Anh chị hôm nay em sẽ lên nhiều sản phẩm mới nha, phục vụ cô chú anh chị mình. Mong anh chị đăng ký kênh nha anh chị, để khi mà em lên những video mới sẽ gửi đến thông báo đến tất cả quý cô chú anh chị. Và bên em nha anh chị sẽ ship toàn quốc và bao bể vỡ tất cả các mặt hàng cho anh chị luôn. Anh chị xem, anh chị yêu thích sản phẩm nào thì anh chị gọi điện trực tiếp hoặc kết bạn Zalo qua hai số điện thoại em có niêm yết trên kênh là 0913 330469 hoặc là số 0935245244 nha anh chị. Và một lần nữa em cũng xin cảm ơn quý anh chị rất là nhiều trong suốt thời gian qua đã luôn yêu thích và ủng hộ kênh YouTube Gốm Nhật Xuân Lãm, Gốm Nhật Nguyễn Lương nha anh chị. Hôm nay em sẽ lên cho anh chị một cái này là một bình pha lê nha anh chị. Một bình pha lê, bình này là cốt nặng nha. Đó, một bình pha lê nè anh chị. Ở chỗ miệng nha anh chị. Ở chỗ miệng thì em thấy là cái này là một cái thiết kế nha anh chị, giống như là một con rắn đang quấn xung quanh miệng bình nha anh chị, rất là đẹp luôn. Đó. Bình này là nặng 2,5 kg nha anh chị. 2,5 kg và nó sẽ có truyện tem dán mới chưa qua sử dụng. Miệng anh chị, miệng là 15 và cao là 27. Miệng 15 và cao 27 nha anh chị. Vòng bụng của bình này là 59 nha. Đó, 59 là sắp sửa 60 rồi nha anh chị. Rồi, cái bình này là 700k nha. Chốt giùm em mã Z21 700k. Z21 700k nha anh chị, xuất sắc đẹp luôn, một cái bình pha lê. Đấy, ở phía trên nè, anh ở chỗ ngay chỗ cổ bình nha anh chị, giống như là một con rắn đang quấn xung quanh bình nha. Cái này là rất là đẹp luôn. Đó, Z21 700k. Rồi anh chị em lên cho anh chị một cái em đĩa lam nha. Đĩa lam mà cái dòng này là vẽ tay 100% luôn nha anh chị. Vẽ cảnh sơn thủy rất là đẹp luôn. Sơn thủy nha. Đó, mặt sau nè anh chị, mặt sau sẽ là có truyện ký đầy đủ. Cái này anh chị về mình trưng hoặc là anh chị làm cái khay trà cũng ok nha anh chị. Đường kính là 27 và cao là 5. Đường kính 27 cao 5 nha anh chị. Rồi cái đĩa này 200k. Mã Z22. Z22 200k. Rồi anh chị, em lên cho anh chị một cái này là một cái tô pha lê nha. Một cái tô pha lê, tô này là nặng gần 1,5 kg nha anh chị, nói chung là khoảng là trên 1 kg. Trên 1 kg. Cái này là hoa nổi nha, hoa tú cầu nổi và cái này là ánh xà cừ, rất là đẹp luôn. Tô này anh chị, tô này đường kính sẽ là 20 và cao là 8 nha. Đường kính 20 cao 8. Tô này là 150k nha anh chị, mã Z23. Z23 150k. Họa tiết nó là hoa tú cầu nổi nha anh chị, rất là đẹp luôn. Em lên cho anh chị một cái đĩa vẽ một cây hoa ngũ sắc nha, rất là đẹp. Mà cái hàng này anh chị, cái hàng này là hàng Narumi nha, có truyện ký đầy đủ luôn. Narumi viền là vẽ lắc cơ vàng nha anh chị, vẽ lắc cơ vàng. Đường kính đĩa này nha chị, đĩa này là đường kính là 27 và cao là 3.
đường kính 27 cao 3 nha, một đĩa rất là đẹp luôn anh chị, hoàn hảo hết, viền lách cơ vàng, đường kính 27 nha. À, rồi anh chị, cái đĩa này là 120k nha, chốt cho em mã Z24 120k. Rồi anh chị, em sẽ lên cho anh chị một bộ này. Bộ này là em tổng là em có là 7 chiếc nha, 7 cái đĩa. Mà anh chị, cái đĩa này là hàng USA của Mỹ nha, hàng USA của Mỹ. Đấy, hàng USA của Mỹ, ở phía sau này anh chị có truyện đầy đủ hết nha. Đó, có truyện ký đầy đủ hết. Đường kính anh chị, đường kính đĩa này là 25. Đường kính đĩa 25 nha anh chị. Ở phía trên này anh chị sẽ là vẽ họa tiết hoa nổi nha, vẽ họa tiết hoa nổi mà em báo rõ trên like nha anh chị. Dĩa này là ở mặt sau nè anh chị, ở mặt sau này là có, sẽ có những vết xước nha. Đó, sẽ có những vết xước, vết xước nha anh chị. Đấy, và ở mặt trong này thì cũng có vết xước, nhưng ở phía trong là sẽ nói chung là xước nhẹ, không có sao hết nha anh chị. Còn mặt ngoài này là có vết xước, vì trong trong quá trình em lấy hàng ra vào á thì nó sẽ có những vết xước như thế này nha. Đó, rồi bộ này, bộ này là em có tổng hết là 7 chiếc, đường kính 25 nha anh chị, dòng đĩa USA của Mỹ. Đó, rồi mỗi đĩa nha anh chị, mỗi đĩa 90k nha, 90k một đĩa, chốt giùm em mã Z25 90k một đĩa nha anh chị. Anh chị chốt một đĩa, hai đĩa, nói chung anh chị xuất số lượng bao nhiêu báo giúp em nha. Em có số lượng là 7 chiếc đó, mã Z25 90k một chiếc. Anh chị cái bộ này luôn nha, bộ này cũng là hàng USA của Mỹ luôn nha anh chị, hàng USA của Mỹ. Thì ở phía ở cái này, cái nào vẽ họa tiết là hoa nổi nha, hoa nổi. Mặt sau này anh chị, mặt sau này là cũng có vết xước nha. Đó, cũng có vết xước luôn, truyện ký là ok nha anh chị, truyện ký ok. Mà đĩa này đường kính nha anh chị, đường kính lớn nha, đường kính là 31 và ngang là 25.5, ngang 3, dài là 31, ngang là 25.5, và cái này hơi sâu lòng một xíu nha, sâu lòng cao là 2.5. cái này anh chị, cái này là em có số lượng là 7 chiếc, em có số lượng là 7 đĩa luôn nha. Đó, mỗi đĩa nha chị, mỗi đĩa là 150k nha, mã Z26 150k một chiếc, Z26. Rồi em cho lên cho anh chị một cái nồi nha, một nồi anh chị, một nồi này là anh chị nấu được nha anh chị, nấu được. Cái này là ở phía dưới là có truyện nha, có truyện, đường kính là 22 và cao tới miệng là 8, đường kính 22 cao tới miệng là 8 nha anh chị. Đó, cái hàng này là có truyện ký đầy đủ luôn, và nó có sẽ một vài vết xước nha anh chị. Rồi cái nồi này là 230k nha, 230k cái nồi này, mã Z27 Z27 320k.
Em xin lỗi nha anh chị, Z27 230k nha. Rồi em lên cho anh chị một cái bộ này, một bộ tô nha. Tô này là tô ngũ sắc nha anh chị, tô ngũ sắc em có số lượng là 3 chiếc. Vẽ hoa nha anh chị, vẽ hoa ngũ sắc ở trong và ở ngoài là đều vẽ hoa hết nha. Và cái này là anh chị là có truyện ký đầy đủ luôn nè. Đường kính miệng ly, miệng tô là 15, cao tô là 8.5. Miệng là 15, cao là 8.5 nha. Rồi cái dòng tô này là dòng tô ngũ sắc nha anh chị. Vẽ hoa ngũ sắc này. Rồi, bộ này là em có tổng hết là 3 chiếc. Mỗi chiếc nha anh chị, mỗi chiếc là 100k nha. Một chiếc là 100k nha anh chị, mã Z28 100k một chiếc. À, anh chị chốt 1, 2 hoặc 3 báo giúp em số lượng, nhưng mà em sẽ ưu tiên cho khách chốt hết 3 chiếc nha anh chị. Z28 100k một chiếc. Anh chị, em lên cho anh chị một bộ này nha. Bộ này là em có tổng hết là 8 chén cơm nha anh chị. 8 chén cơm. Đó, chén này là dòng form chén Nhật nha anh chị, form chén Nhật. Đó, truyện ký là ok, đẹp luôn. Vẽ hoa nha, em sẽ đo đường kính chén. Chén này miệng là 12 và cao là 5.5. Miệng 12, cao 5.5 nha. Rồi bộ này 8 chiếc nha anh chị, 8 chiếc này là 240k nha. 240k bộ này, chốt giùm em mã Z30 240k 8 chiếc. Đây là dòng chén ăn cơm nha anh chị, ăn cơm, ăn cháo, ăn chè, ăn súp là ok luôn. 280k. Xin lỗi, 240k 8 chiếc nha anh chị. Mã Z30 240k. Rồi anh chị em lên cho anh chị một cái bộ này phải gọi là xuất sắc luôn. Bộ này là sẽ gồm 5 đĩa bé và 1 đĩa lớn nha anh chị. Đó. Vẽ lắc cơ vàng nha. Vẽ lắc cơ vàng là anh chị, cái hàng này là hàng hô gia, chuẩn hàng Nhật luôn nha. Đó, đường kính đĩa lớn anh chị, đĩa lớn này đường kính là 23, còn đĩa bé đường kính là 15 nha. Đó, cái này là vẽ lắc cơ vàng nha. Vẽ lắc cơ vàng rất là đẹp luôn. Bộ này anh chị, bộ này 6 chiếc, 6 chiếc nha. Rồi bộ này 160k bộ này. Mã Z31 160k 6 chiếc nha anh chị. Mã Z31 xuất sắc đẹp luôn. Nhiều sắc không chị? Anh chị em có cái bộ ngũ sắc này nha. Bộ này rất là vip luôn nha anh chị. Bộ này rất vip nha. Đó. Bộ này là em có tổng hết là 5 set. 5 set nha anh chị. Mỗi set là sẽ gồm 1 chén và 1 ly nha anh chị. Mỗi chén là gồm 1 chén, 1 ly ngũ sắc, rất là đẹp luôn nha. Đấy.
truyền ký là ok nha chị. Đó, lâu lâu mới về được một bộ như thế này. Cái này là vẽ tam thái nè, tam thái vẽ hoa, vẽ trúc. Cái này là vẽ hoa dây leo. Nói chung là ok hết, không lỗi lầm gì hết nha anh chị. Form chén là form chén nhặt nha. Miệng chén là 10, 12. Và cao là 5 nha chị. Miệng chén 12, cao là 5. Còn ly nha chị, ly này miệng là 9, cao là 5.5. Đây, bộ này, bộ này anh chị, bộ này là gồm 10 món nha. 10 món. Đó, bộ này anh chị, bộ này là 350k bộ này nha. 350k mã Z32, 10 món. 350k. Đây có số lượng. Đây chiếm cắm. Rồi anh chị ơi, em có cái bộ này nè. Bộ này là chiếm chấm lam nha. Bộ này là em có số lượng nha. Em có số lượng. Em có số lượng nha anh chị. Đó, chén chấm lam. Ồ, rất là đẹp luôn. Bên trong là vẽ hoa nè. Đó, bên ngoài nha anh chị. Đường kính. Miệng chén là 8 và cao là 4 nha. Miệng chén cao 8. Cái này em có số lượng nè. Trên 10 chiếc nha. Trên 10 chiếc. Rất là đẹp luôn. 10 chiếc nha anh chị, 10 chiếc này là 150k 10 chiếc nha anh chị. Em có số lượng trên 10 chiếc, anh chị chốt bao nhiêu chiếc báo lại giúp em nha. 150k 10 chiếc mã Z33. Tính ra có 15k 1 chiếc anh chị. 150k 10 chiếc chồng chén chấm lam nha, rất là đẹp luôn. Đó, anh chị chốt bao nhiêu chiếc báo giúp em nha anh chị. Em có số lượng trên 10 chiếc nha. Rồi anh chị, trời ơi, một cặp tô này phải gọi là rất là VIP luôn. Hàng Narumi nha. Narumi. Đó, truyện này là truyện vàng nha anh chị. Hoa là họa vẽ hoa nổi. Hoa nổi nha, đường kính 22, ngang là 20.5 nha anh chị. Rất là đẹp luôn anh chị ơi. Viền vẽ lắc cơ vàng nha. Đấy, xuất sắc luôn rồi cặp này. Cặp này anh chị, cặp này là 150k nha. 150k cặp này mã Z34. 150k 2 chiếc. Mã Z34. Đó, cái bộ này anh chị không chốt là em thấy rất là tiếc nha. Và em cũng xin chúc mừng anh chị nè, chốt bộ này nha, vì cái này nó rất là đẹp luôn, không có lỗi gì cả. Chị, tô này là dòng mộc nha. Dòng mộc nè, cái này em thấy thì cái truyện nha anh chị, cái này là truyện của nó nha. Cái này anh chị về anh chị thả hoa thần tài, hoặc là anh chị cũng rồi thả hoa thần tài là ok luôn, hoặc anh chị làm cái khay trà cũng được nha. Đường kính là 28 và cao là 6.5. 28 cao là 6.5 nha anh chị. À, rất là đẹp luôn. Rồi anh chị, chiếc này là 300k nha, mã Z35.
500k mã Z35. Xuất sắc đẹp luôn. Em lên cho anh chị một cái bình, một cái bình này nha. Một bình này là ngũ sắc, vẽ là vẽ hoa, cây hoa đào nha anh chị, vẽ cây hoa đào rất là đẹp luôn, vẽ lắc cơ vàng, viền lắc cơ vàng nha anh chị. Dòng này anh chị, dòng này là dòng Furaga nha, dòng Furaga. Phía dưới miệng mình là có truyện ký đầy đủ luôn. Miệng anh chị, miệng là 10.5, cao là 21. Miệng 10.5, cao 21. Và vòng bụng anh chị, vòng bụng của bình này là 62. Rồi anh chị, cái bình này là 900k nha. Chốt cho em mã Z36. Z36 900k. Rồi em lên cho anh chị một cái tô ngũ sắc nha anh chị. Một cái tô ngũ sắc này, vừa lam vừa ngũ sắc luôn. Viền là viền xoắn nha, sô-cô-la. Viền xoắn sô-cô-la truyện ký là rất là đẹp. Đường kính 20 anh chị, đường kính tô là 20 và cao tô là 10. Cao là 10 nha anh chị. Rồi cái tô này anh chị, tô này là 250k nha. Chốt cho em mã Z37 250k. Rồi anh chị yêu thích sản phẩm nào thì anh chị cứ gọi điện trực tiếp hay các bạn Zalo qua hai số điện thoại có niêm yết trên kênh nha anh chị. Rồi em xin phép chào quý cô chú anh chị. Cảm ơn quý cô chú anh chị rất là nhiều.